Kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể hội thi Cổng Trưng Xoan các dân tộc thiểu số năm 2022. Đội Cổng Trưng Xoan của chúng em đến từ trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xã Hiếu. Xin kính gửi tới toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể hội thi, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xã Hiếu nằm trên địa bàn Xã Hiếu, huyện Đắk Plông, tỉnh Kon Tum, nơi mảnh đất anh hùng Xã Hiếu còn vang tên Thanh Minh Tám Kiên Cường, nơi mà bản sắc văn hóa của Tây Nguyên vẫn lưu giữ và phát triển. Thật tự hào và xúc động khi chúng em được tham gia hội thi lớn chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 năm 2022. Đến với Tây Nguyên, đến với Kon Tum, có lẽ ai cũng muốn được thưởng thức những âm thanh trầm bổng, vang vọng của cồng chiêng giữa núi rừng đại ngàn và những điệu múa xoang nhịp nhàng. Tiếng cồng chiêng và những điệu múa xoang là tiếng nói tâm linh, là biểu tượng cho cuộc sống của con người nơi đây. Hòa trong nhịp điệu tâm hồn đó, đội cồng chiêng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xã Hiếu, chúng em xin gửi đến hội thi tiết mục cồng chiêng xoang với chủ đề lễ mừng lúa mới. Sau đây chúng em xin kính mời quý vị đại biểu cùng ngắm mình vào tiếng cồng chiêng với điệu múa xoang được thể hiện bởi 67 bạn học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xã Hiếu. Xin kính thưa toàn thể hội thi, như bao dân tộc khác sinh sống tại Tây Nguyên, mảnh đất Kon Tum hàng năm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cực kỳ sôi nổi. Trong đó lễ mừng lúa mới là lễ quan trọng. Người dân tộc Kon Tum, đó là thời điểm sau mùa thu hoạch lúa vào đầu năm mới, người dân tổ chức cúng thần linh nhằm để tạ ơn thần linh đã ban cho một năm mưa thuận gió hòa, thóc lúa đầy kho, dân làng đoàn kết. Kính thưa toàn thể hội thi, lễ mừng lúa mới ở Xã Hiếu bắt đầu khi người dân gặt lúa xong. Sau khi hoàn tất các công đoạn phơi, dự trữ, dưới sự chỉ đạo của mới để nấu cơm, đàn ông chuẩn bị củi, bắt cá suối và rượu cần. Lễ cúng lúa mới diễn ra ở nhà rông hoặc nhà văn hóa thôn, được gia làng báo cáo với đất trời, thần linh về việc sản xuất nông nghiệp cho bà con ở trong thôn làng, cùng với những đồ lễ mà bà con đã làm ra như thịt heo, thịt gà, cơm. Bên cạnh đó, gia làng cùng cầu xin đất trời, thần linh giúp cho mùa vụ sau được mưa thuận gió hòa, vật nuôi không bị dịch bệnh, cây trồng không bị sâu bọ để mang đến cuộc sống no đủ cho bà con. Trong những ngày diễn ra lễ hội mừng lúa mới, khắp núi rừng thôn làng lại nhộn nhịp với tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang, những tiếng hát với những trò chơi dân gian cực kỳ đặc sắc. Mọi người cứ thế vui hội cho đến khi lửa đã tàn, rượu đã nhạt, để rồi khi hết hội thi, người dân lại quay lại với công việc đồng áng thường ngày của mình, với mong muốn năm sau sẽ có chiến thắng và thu lượng mùa vàng vang dội. Sau hoạt động của lễ mừng lúa mới, người dân cũng đã biết phun rơm, làm cây rơm để dự trữ thức ăn cho gia súc, đồng thời tận dụng rơm để giữ ấm cho gia súc vào mùa lạnh. Vào những năm trước kia, mỗi khi trong thôn tổ chức lễ hội thì tất cả người dân kia ra khỏi thôn, các em học sinh cũng không được đi học. Lễ hội phải tổ chức 3-4 ngày, nhưng ngày nay lễ hội đã tổ chức chỉ trọn một ngày. Bình thường, đó là thay đổi lớn của người dân nơi đây. Kính thưa toàn thể hội thi, hiện nay với việc giữ gìn và phát huy những bản sắc dân tộc tại địa phương,
luôn được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Xã Hiếu. Chúng em cũng đã triển khai sinh hoạt cổng chiêng xoang trong trường để luyện tập nhằm phát huy bảo tồn những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mình. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cả cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Chính điều này đã thôi thúc chúng em tự giác đến trường, vui học đến trường để tiến đến xây dựng xã hội học tập hiệu quả, chất lượng. Thank you.